Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho mọi người một cuối tuần thật vui vẻ, bình bình, an an, hạnh phúc bên gia đình. Còn các bạn bên Việt Nam thì chúc các bạn nhiều sức khỏe. Và hãy ráng tuân thủ theo chỉ thị 15, 16 của nhà nước cũng như Bộ Y tế để chúng ta ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Và mong rằng chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống bình thường như ngày nào các bạn ha. Nhớ lắm những buổi chiều mà đi dạo phố rồi đường xá xe cộ, chạy tới chạy lui đông đúc, rồi tối đi ăn khuya, nhớ lắm. Mong rằng dịch bệnh qua nhanh để chúng ta trở lại một cuộc sống như ngày nào. Vâng, sẵn đây thì Cali Sài Gòn cũng muốn giới thiệu đến các bạn hãy ủng hộ giùm một cái kênh mới lập ra của Cali Sài Gòn là Thương Nhớ Sài Gòn. Vâng, đó là Thương Nhớ Sài Gòn, nghe các bạn nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bây giờ thì Cali Sài Gòn sẽ chia sẻ đến các bạn về cuộc sống sinh hoạt của người Việt kiều hải ngoại. Đa số người Việt Nam chúng ta ở đây thì làm nghề neo. Vâng, nói về nghề neo thì vất vả cũng có, nhưng mà làm ra nhiều tiền cũng có. Nhiều người thành công, học thành tài, ra làm bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, luật sư, rồi trong chính trị gia nữa. Cũng nhờ vào cha mẹ của họ đã hy sinh đời của bố mẹ để củng cố đời con cái. Vâng, hôm nay thì Cali Sài Gòn chia sẻ đến các bạn vấn đề chủ tiệm nail người Việt bị cáo buộc trốn thuế hơn nửa triệu đô. Kính thưa quý vị, ở Nashville, theo hồ sơ khởi tố của Bộ Tư pháp được công bố hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021, ông Trần Chiêu, 54 tuổi, chủ nhân của tiệm nail Signature tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, đã bị truy tố tội trốn thuế và cản trở công lý. Nếu bị kết tội, ông có thể bị án tù 5 năm vì tội trốn thuế. Văn phòng của Bộ Tư pháp thuộc khu vực miền Trung tại Tennessee cho biết, các nhân viên thuộc cơ quan điều tra của Sở Thuế, viết tắt là IRS, đã bắt ông Chiêu tại nhà của ông ở Nashville vào sáng thứ Năm. Trong cùng ngày, ông đã trình diện trước tòa liên bang để nghe các cáo buộc. Hồ sơ cho biết ông Trần Chiêu là chủ nhân và điều hành tiệm Signature Nail Salon, nơi cung cấp dịch vụ làm móng và tẩy lông. Mỗi năm, tiệm có thể mướn từ 25 nhân viên cho đến 50 người. Ông Chiêu trả thù lao dựa trên khuê hồng, có nghĩa là commission, thường thường là chia 60 và 40, thợ thì lấy 60 và chủ thì được chia 40%. Và thanh toán tiền lương bằng 50% tiền mặt cộng với 50% tiền ngân phiếu, có nghĩa là trả bằng tiền check á, trả check thì chúng ta phải khai thuế. Theo điều tra của Sở Thuế IRS, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, tiền lương của các thợ neo không được khai báo với nhà nước tổng cộng lên đến 10.5 triệu Mỹ Kim. Vào năm 2008, Bộ Lao động và Nghề nghiệp tiểu bang Tennessee, Department of Labor and Workforce Development, viết tắt là TNLWD, từng kiểm tra tiệm Signature và cho biết ông Trần Chiêu phải liệt kê các thợ neo là nhân viên và mỗi kỳ tam cá nguyệt ông phải báo cáo tiền lương đã trả cho các nhân viên. Lúc đó ông đã kháng cự quyết định của cơ quan TNLWD, lý luận rằng các thợ neo là người làm việc độc lập theo hợp đồng, có nghĩa là independent contractor, chứ không phải là nhân viên của ông ta, và do đó ông không phải khai báo tiền lương và đóng thuế cho họ. Tuy nhiên, sau khi cú xét đơn khiếu nại của ông Chiêu, cơ quan đã đưa ra quyết định tối hậu rằng tiệm phải liệt kê các thợ neo là nhân viên. Theo hồ sơ khởi tố, cho biết sau đó ông đã báo cáo tiền lương của một số nhân viên nhưng vẫn xem các nhân viên khác là người làm việc độc lập theo hợp đồng, bất kể quyết định của cơ quan lao động tiểu bang. Vào năm 2017, một lần nữa, cơ quan lại kiểm tra tài chính tiệm Signature Nails và khám phá ông Chiêu đã trả lương bằng tiền mặt mà không khai báo. Đồng thời, tiếp tục liệt kê một số nhân viên là hai người làm việc độc lập. Cuộc kiểm tra tài chính
vào năm 2014 cho thấy tiền lương không khai báo năm đó là 987.203 đô, gần 1 triệu. Tiền lương không khai báo năm 2015 là 1.075.718 đô, hơn 1 triệu. Và năm 2016 là 1.099.356 đô 90 xu, gần 1.1 triệu. Theo hồ sơ khởi tố nói rằng, ông Trần Chiêu không khai tiền lương của các nhân viên với chính quyền liên bang, cũng không trừ đi phần thuế trong tiền lương của các nhân viên. Do đó, số tiền thất thuế đối với chính quyền trong khoảng thời gian từ 2015 cho đến 2018 là hơn 542.000, hơn nửa triệu Mỹ Kim. Theo hồ sơ khởi tố cũng nói rằng ông Chiêu đã yêu cầu các thợ neo nói dối với lại sở thuế, tức là IRS, khi biết cơ quan này đang điều tra ông ta. Nếu bị kết tội, ông có thể bị án tối đa 5 năm tù giam trên mỗi cáo trạng trốn thuế và 2 năm cho mỗi tội cản trở công lý, khuyên nhân viên nói dối với IRS. Cộng thêm tiền phạt tối đa là 250.000. Chưa rõ ngày nào tòa sẽ xử vụ án này. Vâng, thì nhân tiện đây thì mình cũng biết là đa số thì người Việt của chúng ta làm neo thì lãnh tiền mặt một phần và lãnh tiền check một lần để trốn thuế. Mà chủ cũng vậy, mà thợ cũng vậy các bạn. Thật ra ai cũng trốn thuế, không phải là ngành neo đâu, mà mình nghĩ là bất cứ cái ngành nào họ cũng muốn trốn thuế và trốn cách khéo léo vậy thôi. Chứ đừng nói là nhà hàng hay là doanh nghiệp nào không có trốn thuế. Ai cũng muốn đóng thuế ít hết trơn á, đâu ai muốn đóng thuế nhiều đâu. Nhưng mà cái khôn ngoan của mình là họ trốn như thế nào mà qua mặt được nhà nước mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Vâng. Câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ là hai mẹ con người Việt bị thương nặng, tài xế gây tai nạn chưa bị bắt. Ở quận Cam, tức là Los Angeles đó các bạn, ở nơi đây thì người Việt rất là đông. Mình chỉ muốn nói cho các bạn ở bên Việt Nam biết thôi, chứ còn ở bên Mỹ thì ai cũng biết hết trơn rồi. Vâng, tai nạn xảy ra vào ngày lễ độc lập, tức là 4 tháng 7 vừa qua. Theo tin từ trang mạng NASCAR và trang gây quỹ GoFundMe, bà Nguyễn Lâm, 44 tuổi, cùng con gái là Phạm Nhung, 22 tuổi, đã có mặt ở thành phố Anaheim để xem bắn pháo bông vào đêm lễ độc lập. Bất ngờ có một chiếc xe tải Chevy lao vào đám đông nơi có hai mẹ con. Theo bản năng của người mẹ, bà Nguyễn Lâm đã che chắn con gái để bảo vệ. Hậu quả là bà gánh chịu phần lớn với cú tông của xe. Tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ 40 tối ở khu phố số 200 đường North Grand Avenue. Một số nhân chứng nói rằng họ thấy chiếc xe đã biểu diễn bằng cách quay vòng trước khi lao vào đám đông. Tài xế của chiếc xe đã được thử nghiệm ngay tại chỗ và không có dấu hiệu say rượu. Mẹ của anh ta đã phản bác các nhân chứng, nói với một đài truyền hình địa phương rằng chiếc xe bị gãy trục nơi mới bị quay vòng, chứ không phải là con bà ta muốn lái biểu diễn. Bà cũng cho biết con bà rất đau buồn về chuyện này. Vì một lý do nào đó, cảnh sát đã thả tài xế trẻ tuổi. Và cho đến đầu tháng 8 này, anh ta chưa bị bắt và cũng không biết đang ở đâu. Trong khi đó, hậu quả tai hại đã để lại cho hai mẹ con bà Nguyễn Lâm và Phạm Nhung. Bà bị hôn mê 2 tuần và nay được chẩn đoán với trường hợp tệ hại nhất dành cho người bị chấn thương não bộ. Trong khi đó, con gái bà bị gãy nhiều xương, kể cả xương sườn, xương hông, bị thương ở gan và bị lủng một trái thận. Cô Phạm Nhung hiện đang phải ngồi xe lăn trong bệnh viện. Cả hai mẹ con đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu trong gần một tháng qua. Vào cuối tuần qua, một người nam tên là James Mai đã mở trang gây quỹ trên trang GoFundMe để giúp trang trải chi phí bệnh viện cho hai mẹ con. Trang quỹ này tựa đề là Nhung and Lam Mother and Daughter July 4 Victims, có nghĩa là Nhung, Lam, mẹ và con, nạn nhân của ngày 4 tháng 7 vừa qua.
đã cập nhật tin tức về tình trạng sức khỏe của hai mẹ con và hầu như đều là tin đáng bi quan. Tính đến chiều thứ hai, 2 tháng 8, tiền quyên góp được hơn 91.000 Mỹ Kim. James Mai cho biết tài xế gây tai nạn đã không có bảo hiểm xe và cũng không liên lạc với hai nạn nhân. Vì vậy, mọi sự đóng góp đều cần thiết để giúp bà Nguyễn Lâm và con gái Phạm Nhung trong giai đoạn nguy kịch này. Rất là đáng thương tâm đó các bạn ha. Đây là hình ảnh của hai mẹ con đang nằm ở trong nhà thương. Và ở dưới đây là cái trang gây quỹ của họ. Tài xế này trẻ tuổi, có thể là dưới 18 tuổi, nhưng lại không có bảo hiểm xe nữa. Mình không biết anh ta có biểu diễn hay không mà lạc tay lái. Và mẹ của anh ta thì nói là gãy trục chiếc xe gãy trục thì nó cũng hơi hơi vô lý. Nhưng mà ở trên đây thì mình chỉ nói như thế thôi. Đa số mà người trẻ tuổi á, thì bảo hiểm rất là cao. Tại vì các bạn cũng biết rồi, trẻ tuổi thì hay hăng máu, cho nên nhiều khi chứng tỏ mình như thế nào đó rồi xảy ra tai nạn rất là nhiều. Cho nên khi mà mua bảo hiểm cho mấy đứa nhỏ nó cao ngất ngưỡng luôn các bạn. Cũng như mình nè, mua bảo hiểm của hai vợ chồng á, bằng với lại bảo hiểm của hai đứa con luôn. Hai vợ chồng hai chiếc xe mà hai đứa con chỉ có một chiếc xe thôi, mà cái giá tiền bảo hiểm của hai vợ chồng hai chiếc xe bằng cái giá tiền của một của hai đứa con thôi. Nó mắc kinh khủng luôn vậy đó. Vâng, một tin tức khác, tài xế xe Lyft giống như Uber vậy các bạn. Giống như Uber ở Việt Nam ngày xưa á, bây giờ là có Grab á. Tài xế Lyft gốc Việt ngủ gật làm chết một cụ bà. Cũng ở quận Cam, Andy Văn Phạm, 30 tuổi, đã bị bắt sau khi anh lái xe chở một hành khách gây tai nạn khiến hành khách này bị thiệt mạng. Cảnh sát tại thành phố Tucson nói rằng Andy Văn Phạm đã ngủ gật, khiến xe đâm vào cột đèn, đưa đến hậu quả là nữ hành khách tử nạn. Andy Văn Phạm đã lái xe Lyft, hãng cung cấp dịch vụ chuyên chở cạnh tranh với Uber. Tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2021, gần góc đường Jamboree Road và Patriot Way. Trong thời gian điều tra lúc ban đầu, nhà chức trách đã xác định Andy Văn Phạm đã ngủ gật và đâm xe vào cột đèn. Vì bị thương quá nặng nên hành khách đã không sống sót. Theo thông báo của cảnh sát, Andy đã lái xe cẩu thả. Đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, tòa thượng thẩm Orange County đã ban lệnh bắt Andy Văn Phạm và anh ta bị bắt vào hôm thứ Tư 21 tháng 7. Anh ta đã không chống cự khi bị bắt và được làm biên bản tại Orange County Jail. Andy bị truy tố tội ngộ sát, gây chết người bằng xe. Cảnh sát đã không tiết lộ tên tuổi của nạn nhân. Tuy nhiên, tin của nhật báo Orange County Register và City News Service chiều thứ Sáu cho biết hành khách là cụ bà Mary Quibble, 70 tuổi, bà cũng sống tại Tucson như Andy. Hãng xe Lyft cho biết hãng đã cho anh Văn Phạm nghỉ việc vĩnh viễn và đã hợp tác với cơ quan công lực trong điều tra. Andy đã bị giam với tiền thế chân là 10.000 đô. Khi ra tòa nghe cáo buộc hôm thứ Sáu 23 tháng 7, Andy Văn Phạm đã không nhận các tội gồm ngộ sát, có dụng cụ dùng ma túy ở trong xe, cung cấp thông tin không chính xác cho cảnh sát, và quẹo xe hoặc đổi lần thiếu an toàn. Chưa rõ tại sao Andy xem có vẻ vui trong biên bản của cảnh sát Tucson. Họ nói như vậy là trong khi mà lớp chụp hình á, thì anh ta cũng vẫn nở nụ cười, chứ không có tỏ ra là cái gì hết. Và sau đây một cái tin khác nữa là một người Việt bị truy nã vì đánh phụ nữ dã man. Ở đây đây thì không phải là nước Mỹ mà là Toronto các bạn. Nhà chức trách đang truy tìm một người đàn ông đã đánh đập và bóp cổ một phụ nữ. Cảnh sát hy vọng có người biết anh này đang ở đâu. Hôm thứ Bảy, cảnh sát thành phố Toronto nói rằng Dương Văn Du, 34 tuổi,
đã xô một phụ nữ té xuống đất, xong đấm vào mặt và bóp cổ cho đến khi bà ta bất tỉnh. Hôm thứ Bảy, cảnh sát thành phố Toronto nói rằng Dương Văn Du, 34 tuổi, đã xô một phụ nữ té xuống đất, xong đấm vào mặt và bóp cổ cho đến khi bà ta bất tỉnh. Khi nạn nhân tỉnh dậy, Dương Văn Du lại tiếp tục tấn công người phụ nữ, đấm nhiều lần vào mặt bà ta. Du cũng phá hoại tài sản của phụ nữ trước khi cầm một số tiền của bà ta và tẩu thoát. Cảnh sát tin rằng Du và nạn nhân đã quen biết nhau. Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật 4 tháng 7 vào khoảng 6 giờ 30 chiều ở một địa điểm gần góc đường Old Western Road và St. Clair Avenue W. Dương Văn Du đang bị cáo buộc nhiều tội, kể cả đánh vào cơ thể gây thương tích, bóp cổ người chống cự, giam hãm người khác, thốt lời đe dọa giết người và ăn cắp tài sản giá trị dưới 5.000 đô, gia kim là khoảng 4.000 đô. Du được mô tả cao khoảng 5 foot 10, thân hình to trung bình mắt nâu. Lần cuối anh ta được thấy đã mặc y phục chạy bộ màu đậm. Du có thể đang có mặt trong vùng Oshawa, cách xa thành phố Toronto khoảng 60 dặm về hướng đông bắc. Bà cảnh sát Laura Brabant nói trong thông báo báo chí về hành động của Du, vụ tấn công này rất bạo động. Nếu ai biết Dương Văn Du đang ở đâu thì hãy xin liên lạc với cảnh sát ngay lập tức. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ một ít thông tin cập nhật thường ngày ở bên Mỹ cũng như ở Canada. Mong các bạn hãy giữ gìn sức khỏe và tuân theo của những cái gì mà Bộ Y tế đưa ra chỉ thị 15-16 để chúng ta ngăn ngừa dịch bệnh các bạn nha. Vâng, nếu thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Cảm ơn các bạn thật nhiều và có cái kênh Thương Nhớ Sài Gòn cũng của Cali Sài Gòn luôn nữa. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.